phụ linh băng kỳ niền là niền Excel mà Excel rim chống đứng inox, các máy từ inox đồ mà full đồ chơi xịn. Thì những cái gì trên xe này các bạn đang cảm nhận á, là các bạn thấy á, là chỉ là hình thức bên ngoài là ảo ảnh thôi nha các bạn. Chào các bạn, mời các bạn coi xe rim chậm, kỹ. Chắc chắn mới nhìn xuyên qua, khán giả đều thấy cái xe đẹp, ngầu, VIP, chợ sao ống VIP, phụ linh monkey, niền là niền Excel mà Excel rim. Đó, chống đứng titan, chống đứng inox, các máy từ inox đồ mà full đồ chơi xịn. Nhưng mời khán giả xem một phút trải lòng của chủ xe. Bây giờ á, bây giờ mình nói về tình trạng mình mong muốn làm xe đi. Dạ. Thì bây giờ tôi xe tôi làm về á, thì tôi chạy thì tôi thấy tôi không có vừa bụng. Dạ. Là thứ nhất á, là cái khi mà xe đem về cái nhớt á, nó chảy ở dưới lốc máy nhiều lắm, để tôi gửi hình ảnh qua cho coi sao. Dạ dạ. Tại tôi rất là bực bội vấn đề nhớt với xăng. Dạ. Tôi không hiểu sao mà xăng với nhớt nó chảy quá trời mà. Hả? Xăng cũng chảy nữa hả? Xăng mà xăng chảy mà nó chảy ít. Dạ dạ. Mà nó kiểu mà nó hôi xăng á, đem vô nhà không dám đem vô nhà luôn á. Dạ dạ. Còn nhớt thì nó chảy ở dưới dằn chân máy đồ quá trời. Ý là tôi có nhờ người thợ anh em nhờ người ta giùm kiểm tra lại giùm á, mệt cũng không hết. Dạ. Rồi tôi thấy tôi chịu nổi, tôi mới ổng gài, tôi có theo dõi kênh của anh, tôi tính là dọn chiếc xe, mấy chiếc xe cả nhà, nhưng mà bây giờ tiếp theo tôi chịu nổi tôi đem lên trước. Yeah. Bây giờ tôi muốn nhờ anh đây, thứ nhất là tôi cần chiếc xe chỉnh chu. Yeah. Về dàn máy. Yeah. Rồi tôi xe tôi hiện tại tôi thấy cái lỗi thứ nhất là cái đồng hồ tim xăng á. Yeah. Thứ hai nữa là vấn đề máy móc, thì vấn đề nhớt nhau thì tôi nói rồi. Yeah. Xăng nhớt. Yeah. Và đặc biệt là cái phần đề á. Yeah. Phần đề mình đề nó cái ví dụ như mình chạy mà gan ti mà mình chạy bình thường chuẩn gan ti mà chạy nóng máy gan ti nó lên đột ngột nhanh kỳ cục lắm, mà bình thường tắt máy mình xuống ngừng xe lại an gan ti thì hồi nó tự động nó tắt à. Yeah. Rồi cái đề nó rất là khó. Yeah. Và tôi muốn nhờ sẵn dịp nhờ tôi nhờ anh đây coi, thứ nhất là trong cái kinh nghiệm thì tôi cần một cái máy chỉnh chu, nói chung là tôi cần một cái máy chỉnh chu mà cho nó xứng đáng với chiếc xe của mình. Yeah. Nhờ anh đây coi, ví dụ trường hợp cần làm lại máy sẵn lòng làm. Yeah. Tại vì máy thì bên nó thì nó nổ quá rồi, tôi khó chịu quá rồi, mà tôi đem về nó không có vừa bụng. Dạ. Thì trong cái vấn đề mà anh Tây coi có thể tư vấn khi mà làm xe thấy có những điều gì mà xe tôi nó cần được chỉnh chu thì anh Tây góp ý giúp tôi. Dạ 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 dạ. Từ vấn đề đèn rồi dàn điện rồi xăng nhớt rồi những cái chi tiết mà tôi vừa nêu đó, đôi khi tôi không rành về xe máy nhưng mà sơn cả cạc te anh có thấy không? Đúng rồi quên nữa, còn rồi, cái cổ xe thứ ba nó bẻ qua bên, nó nặng bẻ qua bên nào không nặng, nó sượng hư cổ luôn anh biết không? Không, cái cổ thì nặng, tôi đem xe về trong ngày mà tôi đi nhận xe là tôi nói cái cổ nó nặng, mà mấy thằng đó nó nói là nó cố tình đóng nặng. Dạ. Lúc mà tôi đem xe lấy xe là nó nói, tôi nói ủa sao xe sao cổ nặng quá vậy, nó nói là nó cố tình siết chén cổ nặng. Dạ. Tôi nói thôi thì tôi đem về tôi trải nghiệm thử, mà tôi đem về chưa được mới khoảng chừng gần tháng thôi. Yeah. Nhưng mà tôi chịu không nổi luôn, tôi rất là bực bội, tôi không có, tôi nhìn thấy chiếc xe là thấy buồn á. Yeah. Cho nên tôi không gài, tôi theo dõi cái kênh của anh này, tôi nói tôi tìm cách tôi để mà tôi đang sắp xếp thời gian mới được rảnh là tôi điện cho anh liền, tôi nhắn cho anh liền. Dạ dạ dạ. Bây giờ tôi nhờ anh coi có thể những gì tôi biết thì tôi nói như đó đó. Yeah. Còn vấn đề mà anh kiểm tra xe giúp tôi làm thì anh có gì anh cứ thông báo giúp tôi, cũng như là anh tư vấn giúp tôi. Yeah, yeah, okay. Yeah, yeah. Rồi.
em hiểu rồi, em cảm ơn anh. Đã em bắt đầu mai bắt đầu em gửi ra em kiểm tra rồi bắt đầu em báo anh. Dạ. Rồi lộn thứ năm chứ. Tại mai em nghỉ. Thứ năm dạ. Nghỉ ngày thứ tư. Thì khi nào cứ làm cứ cho tôi ví dụ cần cứ cho tôi hay. Dạ. Tôi cần anh làm mà anh kiểm tra xe cho tôi được chỉnh chu hoàn chỉnh tôi mới nhận xe. À dạ. Chứ tôi cũng không có gấp. Dạ. Tại được thì ví dụ xong chiếc này nếu được tôi còn dọn một vài chiếc nữa. Nhưng mà cũng như là mình sắp xếp theo thời gian công việc của mình. Dạ, em hiểu rồi. Dạ, tại ở xa quá đi lên xuống nó cũng hơi khó. Dạ, bữa mà xong á là sẽ có xe chở về. Nếu mà được, tại vì tôi sợ xe chở về tôi gửi xe ngoài tôi sợ không, mấy người anh đi canh này đó là vấn đề mà để xong đi, anh yên tâm về vấn đề đó. Quan trọng là theo xe chở về, hồi đó giờ em làm biết bao nhiêu xe. Xe chở về đi xe 16 chỗ về và xe đó chở đúng một mình xe mình à. Dạ ok, được vậy cảm ơn nhiều. Dạ, okay. Rồi. Em cảm ơn nhiều, em tắt rồi. Rồi, mọi sự nhờ anh nha. Dạ. Chào khán giả nó nghe trải lòng của chủ xe đúng không? Camera ra đứng sau nè. Các bạn coi hai cái cụm công tắc à. Những cái xe nào á mà em dọn mới ra nha, còn xe sửa chữa thật sự kêu em ra em không ra đâu. Cái này là cụm công tắc đó. Cho nên là anh em hay nói à em mua đồ mới không gắn vô phải đẹp á hả? Đẹp không? Trời, dễ lắm. Rồi, thì những cái gì trên xe này các bạn đang cảm nhận á là các bạn thấy á là chỉ là hình thức bên ngoài là ảo ảnh thôi nha các bạn. Vấn đề thực tế chiếc xe là do chủ xe chạy và trải nghiệm người ta nói rồi đó. Còn thì bây giờ vô á, là tình trạng xe á, là cái máy nó róc, nó xì nhớt và nó rột nữa. Em sẽ tiến hành em làm xe này. Hiện tại của máy em đang vẫn thấy là đầu lòng rim á, nhưng mà em không biết đi gì bên đó. Thì bây giờ là sẽ giao cho bạn nhân Managui sẽ tiến hành là mở ra full ốc xe la da, nên giờ bữa ráp lại là hơi khó nha. Ốc dinh ráp lại dễ, ốc này con ngắn con dài đủ thứ, dễ tuôn răng lắm nha em trai. Đầu tiên vấn đề thứ nhất, vừa mở bẩn ra thôi là dính xương thôi. Ốc ở đây là tuôn ra, xe rim nó hay bị tuôn, ta lóc ra tán trong đó. Hai bên luôn nha, là cái này làm đồng không kỹ. Lóc ra tán trong là có nghĩa là hai cái quai đó bị tuôn răng rồi các bạn. Rồi, một. Thì bây giờ là em bắt đầu em tháo ra từ ha. Thì một, Isuzu. Hai, thùng xăng nè, thùng xăng lô luôn, thiếu cao su, dây điện sườn, cản sát đèn vô đây, cản này cản súp be không phải cản rim thái thôi, cầm này cũng là cầm súp be, xe này là xe rim thái, đi xe lô, dây điện cục đề, đất, bình xăng. Rồi, sạc bình ắc quy. Rồi bắt đầu kiểm tra từ nè, thấy mấy cái xe mới ở hai cái này là hai cái nãy em quay nè các bạn. Ở này giai đoạn hai kiểm tra thôi, hai cái này là tuôn răng hết nè, yên nè. Đó, em sẽ sửa bách yên rồi lại rảnh luôn. Rồi bắt đầu vô ốc là ốc tầm bậy hết. Trời ơi, dọn rim mà thì chẳng thà bắt ốc kiểu không nói, còn bắt ốc này chết rồi. Bắt đầu vô em tiến hành em chạy máy. Cái này là cầm súp be luôn. Đó, hai cầm nó hở chà bá luôn. Rồi, xe ráp sai tăng nha các bạn. Nhông dên nè, nhông dên chỉ thẳng nha. Tăng cam nè, sớm một mắt nha. Rồi, này là quay trực tiếp đúng không? Quay ngang cho anh em coi nè, quay lên cho anh em coi nè, quay xuống cho anh em coi nè. Sai tăng. Nghe rõ kỹ giùm em từng phần, em giải thích rất rõ sau khi máy anh mở ra. Khán giả xem kênh chỉ biết nghe thôi và sẽ hiểu lý do tại sao em hay thay số và em hay thay lốc. Một, như các bạn đã thấy, xe này chủ xe có chia sẻ là chảy nhớt. Bực mình là do nó tuôn răng ốc xả nhớt và người ta lên ốc cốt. Đó, ốc này là ốc cốt.
cái việc mà làm lại quay răng lại nó chỉ hạn chế được 80% thôi, hoặc là 70%, nó không triệt để 100%. Cho nên đó lý do em hay thay lốc. Xe này chạy kêu cọc 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 rất nhiều là do bộ số mòn nhông tải, mòn cốt nhông tải, mòn hết nửa cây đó. Cho nên là mấy anh em mà thợ mạng á, hay nói mà dọn xe có tâm, sửa xe có tâm đồ đó, thì hiểu chưa, có tâm hồi khách gửi bỏ đi làm chỗ khác luôn, mất khách. Cặp lốc bán két chứ không phải rửa tay, tới bây giờ luôn là còn két dính trên đây luôn, vệ sinh lại là không kỹ nè, coi nhớt mà nó tràn ra chỗ này nè. Rồi tiếp, dên. Dên ở đây là dên alpha, không phải dên súp, không phải dên rim thái. Coi giùm em trong đây nè, không có chữ N. Bên đây không có chữ N. Cái đó là dành cho khán giả không xem hiểu, thợ cầm hai máy dên lên là biết không phải rim thái. Số là màu không nói rồi. Cam lột cò, bị lúp ác cò. Mày biết sao lúp ác không Phát? Ác có đắc lô mà. Cái này dinh rim thái, thay chuông rồi. Nhưng mà đế này là đế ba càng lô, không phải đế ba càng rim thái. Chuồng heo KFL cạ nha, ráp sai cạ nguyên đường nè, cho nên máy đâu em được kêu sẹt 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 không. Bích tông ráp ngược, bích tông ráp ngược luôn. Cốt ba em sẽ đóng trả vào lại tăng đa. Báo số Trung Quốc là do nó hư cái này nè các bạn. Long đòn báo số lô do không mua được đồ dinh hãng của Nhật giống em. Dạ. Nó nói dối tôi rất là. Dạ. Trong khi mình là người thật lòng mình muốn chủ yếu là làm xe tốt mà nó lại làm như vậy với mình. Dạ. Nó nói dối mình không? Dạ. Với lại á, cái kẽn sao rồi của đó là súp bê, anh có muốn về giờ rim thái không hay là vẫn đỡ như vậy? Tại đỡ vậy thì bình thường rồi chứ không gì hết á. Chỉ là nó không có đúng thôi, với lại cặp cùm nó cũng vậy, để nó kỳ, với lại gắn xấu quá, gắn vô nó hở dữ quá. Dạ. Thì bây giờ cái đó anh cứ thay gì đúng cho tôi đi. Dạ dạ ok, vậy là thay dạ. Kẽn luôn. Dạ. Cái thì khi mà anh làm anh coi có gì anh giùm chia sẻ với tôi nên cho nó vô, bữa là mình cần một chiếc xe cho nó hoàn thiện tốt. Dạ 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 ok anh, dạ. 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 Vậy hôm nãy em tại rồi đó, đang lỡ ăn cơm đó. Rồi, anh xin lỗi nha, anh cứ dùng cơm đi. Dạ, dạ, ok. Thì hôm nay là bắt đầu ráp xe anh. Đầu tiên, quan trọng nhất là bụng dên, cặp lốc. Bụng dên là gì? Là những thứ nó nằm ở giữa cặp lốc này, nằm bên trong của cặp lốc này. Là một, và thứ hai là cặp lốc. Thì lốc ở đây mình sẽ một lần nữa vệ sinh sạch sẽ lại chi tiết hết toàn bộ cho ảnh. Đó. Vệ sinh sạch sẽ hết ha. Rồi sau đó nè, là những thứ ở trong bụng dên. Những thứ trong bụng dên là gì? Một là cái dên. Dên em sẽ trả về lại dên có chữ N nè các bạn. Là đúng dên rim thái ha. Và cái dên đây là em mua một cái dên rim thái theo xe. Thì em sẽ xử lý là khi mà mua một dên cũ theo xe, em sẽ thay là bạc đạn dên. Bạc đạn dên, và bạc đạn dên này là em thay bạc đạn dên NTN đó của Nhật đó. Rồi tiếp đến cái thứ hai là em sẽ thay một cái dĩ đề mới cho ảnh, và em sẽ đóng bạc dĩ đề luôn để hạn chế vấn đề là ra nhớt, xì nhớt ở bên mâm lưỡi xe quay rim. Rồi xong, ở trong của cặp lốc này là gì? Là một cái lông đền báo số. Đó là cái xe ảnh ngày mà em chỉ ra là xe ảnh gặp vấn đề này. Xe ảnh gặp vấn đề là đang sử dụng một cái lông đền báo số lô và không báo số được. Đó thì em sẽ thay cái lông đền này. Lông đền này nó mỏng như lá lúa vậy các bạn. Và tiếp tục trong cái bụng giữa này nó có gì? Nó có là một bộ số. Thì số riêng tiệm em đa số sẽ thay mới. Em làm nghề là khoảng 12 năm tới giờ, có đúng một cái xe là
rim lùng 99, rim lùng béo á, là em chưa thay thôi. Còn tất cả là những người chủ xe đi là đều có sự hao mòn hết. Còn xe đó người chủ xe vẫn đi nhưng mà quá đẹp. Còn số là bắt buộc phải thay, khi thay người chủ xe á, mọi người chủ xe luôn đều được những cái lợi ích rất lớn. Thiện Thiện giật quạt này ra cho anh Thiện. Sẽ không hú số nè, không xì cốt nhông tải nè, không bị tuôn răng. Cái xe này là bữa số cốt nhông mòn nè đó. Rồi. Và bạc đạn. Bạc đạn này em sử dụng bạc đạn NTN cho ảnh hết ha. Full bạc đạn bụng máy, bạc đạn NTN hết. Đó, phần này là phần lốc, phần dên, phần lông đền báo số. Và nó sẽ có hai cái than đều báo số. Em sẽ thay lại hai cái than báo số cho ảnh nữa. Tiếp là phần lồng. Lồng ở đây em trả về đúng bê tông S tăng đa lại cho chủ xe. Đó, gia công cơ khí là cái lồng. Các bạn thấy không? Rất là đẹp ha. Đuôi lồng là đuôi lồng dày nè. Đó. Rồi, về phần đầu em sẽ sử dụng là sú bắp CNC cho chiếc xe này. Không phải là sú bắp độ ha, nó vẫn là size sú bắp zin hết. Nhưng mà chất lượng cao cấp hơn hãng một bậc. Độ bền cao hơn hãng một bậc. Khi đi nóng, độ dạng nữa tốt hơn hãng nhiều lần. Không bị lấp sú bắp. Đó, các bạn thấy sú bắp rất là nhẹ. Rồi. Về phần nồi ở đây, em sẽ thay toàn bộ lại nồi mới cho chủ xe. Chỉ có hai mặt nhôm này là em không thay. Đó, thay toàn bộ bên phần nồi là gì? Em sẽ móc ra một cái các bạn không suy nghĩ tới. Đó là cốt cần số. Cốt cần số này rất quan trọng, nó có những cái điểm răng, điểm Rani ở trên này. Đó, mà nếu mà các bạn đi lâu, nó sẽ mòn răng. Em nói có thể anh em thành phố không biết, nhưng mà anh em ở tỉnh sẽ biết là cái hiện tượng là tháp cốt cần số khi nó bị mòn răng này hoặc gãy răng này. Anh em dưới tỉnh sẽ sử dụng rất là nhiều. Em móc ra cái này là nằm trong phần nồi đó các bạn. Rồi hai mặt nhôm nồi em giữ lại. Thì cặp nhôm nồi này em sẽ thay cặp nhôm nồi mới cho ảnh. Em vô hãng Honda Việt Nam em mua. Và em về em gia công lại cái chuông đó nha. Các bạn mua cặp nhôm nồi hãng là đã VIP rồi đúng không? Nhưng mà ở đây em muốn một cái chất lượng tốt hơn, cho nên là em sẽ thay cái chuông và em thay nguyên cụm đế ba càng luôn. Mời camera quay thật chậm. Bố càng này là bố ba càng dài, nguyên cụm đế này là của Supreme đó. Rồi sau đó là mình sẽ thay cái chuông này để chi, để mà nó có độ hở của bố và ba càng phù hợp với lại ý muốn của người thợ, để người thợ dễ dàng, hay chính xác là tiệm em dễ dàng canh chỉnh cái cự ly bố hơn. Bốn là sao này em thay cho anh trai là bốn là sao độ, bấm là bay, bốn là đi, đá là qua. Lá bố em sử dụng là lá bố chính hãng, lá sắt em sử dụng là lá sắt em canh theo ý riêng của em. Giờ phần ở trên đầu là em sử dụng cho chủ xe là một cặp cò rim Thái xịn cam. Em thay lại một cây cam hãng, không xài cam độ, cam lờ, cam chép gì nữa. Cần mũ, cần mũ này nó sẽ nằm bên bộ nồi nè các bạn. Cần này là cái này là cái mũ ăn cơm nè, cái này kêu là cái cần nè. Cần là gì và mũ là gì? Thì cần á là cái này, mũ ăn cơm là cái này của Thái, này là của Thái nè, này của Việt Nam. Rồi sau đó nè, camera đi thiệt chậm những chi tiết này. Ác bê tông, ác cờ, ác cờ, ron 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 ron, đi thiệt chậm. Phốt xin phát cầm cái ron glass của em lên phát. Cái râu glass này là của Rim Thái nó vậy đó các bạn. Nó sẽ xài chung với Super 99. Rồi lọc mặt lại. Nó đặc biệt lắm nha các bạn. Nó ba lớp bằng thép. Đó. Và pin cho anh mượn cục đề. Rồi toàn bộ nè. Sơn cam. Sơn đề. Bơm nhớt. Bơm nhớt thay bơm nhớt CNC nguyên khối cho ảnh luôn. Giúp bơm nhớt mạnh hơn, đi bền hơn. Rồi. Đó là cách em xử lý. Chào bạn. Vì một số kỹ thuật nha, trục chặt kỹ thuật là đến từ người dọn trước á, cho nên là xe thụng sườn một con ốc tuôn răng nè, hai con ốc tuôn răng nè, ba con ốc tuôn răng nè, bốn ốc tuôn răng nè, xe thụng như đây nè, sáu ốc tuôn răng nè, cái lỗ này không làm nhỏ lại cho người ta chỗ này một quá nhiều nè, bảy ốc tuôn răng nè đó, và sườn thụng ngay đây nha các bạn. Thì bây giờ em rút cái sườn ra, dưới sự đồng ý chủ xe em rút cái sườn ra, mình đi làm đồng lại cho chủ xe.
Rồi các bạn chờ ngày em làm đồng em sẽ quay chi tiết cho các bạn coi ha. Chào các bạn, bây giờ xe này em gỡ ra làm đồng sườn á, thì bây giờ em sẽ tiến hành là em rào đèn lại cho ảnh luôn. Thì trong quá trình mà em rào đèn à, thì các bạn thấy nè, các bạn thấy cái này màu gì không? Rồi cái này là nó có chữ là VIT Vũng Tàu To Đây, chữ Stanley lớn nè các bạn. Còn cái này lại ra là các bạn thấy là đó, em để em cặp hai cái vô các bạn thấy mới rõ. Đây là cái này là Stanley 2726. Rồi bây giờ gá lên xe lim mà mình dọn thôi, coi thử là của mình nó cái gì để mà biết luôn. Máy này là mới đúng đồ dinh nè các bạn. Đó, vậy là cái này lô ha, cái này lô, cái này màu này đúng nè, Stanley 276L nè. Đó rồi thì bây giờ báo cho anh trai chủ xe biết để thay lại xi nhan zin luôn cho nó đẹp. Rồi em cảm ơn các bạn nhiều ha. Đó, màu zin là màu đó, phát để vô ba cái luôn, phát có thì so sánh nó dễ hơn. Đầu tiên á là hai cái bờ đầu này của anh nè là cũ á, phát đứng cầm cái này cho anh gãy nè. Thì người ta hàng lại cho anh đó và người ta không rà đầu đèn lại thì cùm đồ cũng rất là hở. Rồi thì bây giờ ở đây á là do vấn đề là nó gãy chân dày, thì khi em rà đầu đèn lại cho anh cho xe anh đẹp hơn á thì chân đủ bứt hết rồi, em cứu không được, bắt buộc em phải thay bờ trên và bờ dưới mới cho anh. Đầu tiên nè các bạn coi cái đường viền, cái này đúng nghĩa viền củ viền đèn luôn, cái miếng này kêu là viền đèn nữa các bạn. Đó thì em rà lại đó kỹ càng hết cho chủ xe và có thể là sẽ hạn chế vấn đề sơn luôn. Cầm công tắc nè, bạn thấy nè, em rào lại hết. Ủa cặp cầm này em thay mớ lại hết, đẹp dữ vậy. Đó cho chủ xe luôn nha các bạn, rà đồ lại không còn hở nữa, không có đem tới cảm giác khó chịu. Đó các bạn, thì tổng thể ở đây cái xe này các bạn thấy là rất là đẹp đúng không? Nếu nhìn hoài thì người ta dọn nguyên xe luôn mà em không biết là cái sườn người ta có làm đồng hay là như thế nào hay không. Thì giờ các bạn coi nè, một điểm nhìn tổng thể trước em là một điểm ở đây là bây giờ khi mà em làm đồng lại đúng lại á thì là một điểm cháy sơn nè, hai điểm cháy sơn, ba điểm cháy sơn, bốn điểm cháy sơn, năm điểm cháy sơn, sáu điểm cháy sơn, bảy điểm cháy sơn và 8, 9, 10. Rồi 11, 12, 13, 14, 15, 16 là nguyên cái sườn này như là không làm gì luôn các bạn, như bỏ sơn rồi lụm thôi á. Bây giờ nếu mà với trường hợp vậy tới 16 điểm trên xe muốn hết luôn cái sườn rồi thì các bạn không làm lại, không sơn lại đi, cái xe các bạn đẹp hay không? Rồi các bạn thấy tầm quan trọng của cái người trước chưa? Cho nên rất là nhiều anh nha, Tây Cung Niễn xin gửi lời tới nhiều anh, à xe tôi mới dọn, xe tôi vừa dọn, giờ cứu lại em tôi, à chỉnh sửa lại em tôi, chỉnh sửa lại là như thế nào? Ví dụ như là với trường hợp người trước người ta làm vậy đi, bây giờ kêu em cứu lại làm sao? Người ta không biết là người ta có làm hay người ta không làm hay như thế nào nữa, là bây giờ cứu sao, làm sao? Các bạn thấy không? Đó, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, thì màu nho. Màu nho là nó phải thống nhất và đồng bộ. Ở trên xe lim nó khó chịu một cái là cái sườn, khi các bạn làm đồng sườn mà nó ra tới mức này nè thì bắt buộc luôn là các bạn sẽ sơn lại. Thì ở đây người trước dọn rồi, người ta sơn một cái màu nho khác và em dọn chắc chắn em sẽ một màu khác. Nếu mà các bạn muốn đẹp á thì các bạn sẽ phải sơn lại hết toàn bộ. Và thêm một cái nữa ở đây, không những là về vấn đề màu nho mà về vấn đề các bạn thấy là cái đầu đèn đi, cái đầu đèn trước của xe này người ta rà không đẹp các bạn, nói chung là người ta không rà luôn, cho nên là em phải rà đầu lại. Thì khi em rà đầu lại bắt buộc là phải chạy, là phải dặm cái đầu lại. Thêm một cái nữa các bạn thấy sự gian dối ở đây nè, cô Nguyễn Cạch Tiên nè các bạn. Bởi vì em nói các bạn thấy cái xe các bạn nhìn vô mới, mới thì mới là mới sơn thôi, chứ mà bắt đầu vô các bạn coi vấn đề nè đó, rồi không làm đồng lại cho người ta luôn, lỗ ốc nè, quét nè các bạn, quét rất là nặng ha, quét lỗ ốc luôn rồi. Cái này lỗ ốc 6 ly mà giờ này nó thành là 10 ly hay gì luôn rồi, gắn ốc kiểu bịch lại mà biểu sao không thấy, gắn ốc kiểu này cái lông đền hình dấu luôn nè đó. Rồi bắt đầu camera quay chậm này đi, rồi bên đây cạ nữa nè,
Bây giờ em sẽ rút dàn đồ này ra em sơn. Thì ở phần chủ xe lưu ý giùm em là dàn bạc này em sẽ không sơn lại ha. Là ví dụ đùm má đùm, với lại cặp phuộc. Tại vì cái đó là bữa trước em mới làm phuộc lại cho anh rồi, giờ bỏ ấy. Sườn em bỏ thêm làm thêm lần nữa nè. Móc nè. Này có móc nè, móc em trả giờ lại móc dinh em làm được hết. Chấm nè. À, mấy cái móc luôn nè, trả giờ lại đúng móc dinh cho chủ xe hết. Làm những cái mí này đồ lại. Đó rồi bên đây nè, em làm lỗ lại luôn cho chủ xe luôn. Cũ là không có lỗ luôn. Đó. Rồi. Giờ phần ống dưới nè, làm kỹ càng đàng hoàng lại, làm luôn làm đồ lại hết cho chủ xe. Đó, vậy là bây giờ xong. Thì bây giờ cho phép em xin bỏ những món này. Những món các bạn đang thấy trong clip á, là em sẽ bỏ sơn nha các bạn. Thì giờ em sẽ đem những món này em đi em bỏ sơn. Chào bạn, đây là quá trình em ráp xe rim, sửa chữa, sơn, sườn. Bây giờ bắt đầu em mở máy ra em canh lại nha các bạn. Chứ không phải như các bạn nghĩ là em thay đồ nhiều, em thay đồ hãng em ráp vô là ngon đâu.